Và hôm nay mình quyết định mình bán cái xe của vợ mình. Mình chơi lớn luôn. Rồi mình xin quay chút xíu này thôi nha mọi người. Tại vì em trai ba mẹ ở trên lầu không có muốn biết về cái vấn đề mua bán, nên mình quay một chút xíu ngay góc này thôi nha. Mua một con 4 bánh chở được 4-5 người, phục vụ được cho gia đình công việc ha. Mà mua con mô tô này á thì chỉ phục vụ được một người duy nhất thôi ha mọi người, và lâu lâu có thể chở được bạn bè thôi. Chứ để nói mà mua cái con xe này để phục vụ gia đình chở vợ đi hàng ngày á thì ối rồi ôi luôn, không nên mua nha mấy ông, đi mệt lắm. Mình ok rồi mình cộng thêm 10 triệu tiền mặt thêm cho khách nữa nha mọi người, để cho khách đỡ lỗ ha. Tại vì giờ cơ bản mọi người cái giống đổ mọi người mua cũng đã hết mấy triệu rồi. Cái kính gió mấy cái đồ linh tinh thì coi như là mình về để mình mua cái đó vô thêm, để sau này mấy cái xe nào mà chưa có chống đổ hay gì đó thì mình gắn vô luôn nha mọi người. Rồi một con xe quá đẹp quá mới luôn, 500 km, bây giờ sao dám chạy về Duy, chạy lên là thành 500 mấy sao Duy. Hồi nãy khách có chia sẻ là hồi xưa khách cũng chơi xe rồi nhiều năm rồi ha, rất là mê xe, thì khách có mua xe cũ, không có lớn cũ, mua cũng vài chiếc ha. Thì khách có chia sẻ là khách bị thuốc mọi người. Đó có là cái từ của khách nói luôn nha, là mua xe xong rồi chốt xe xong xuôi hết rồi, khách chạy thời gian mới check ra là nó bị cái này cái kia, cũng tin tưởng ha mọi người. Nên bây giờ họ mua xe mới luôn. 2. Hôm nay mượn xe của sếp đi làm nhiệm vụ mọi người. Đây là cái con xe Audi A6 nha mọi người. Mua cho tiểu ái được gần 1 năm rồi mọi người. Thì sau một thời gian sử dụng thì đánh giá rất ngon. Sang nhưng mà không quá mạnh nha mọi người. Con này nó chỉ có 1.8 thôi. Giấy tờ mình mở cho mọi người coi luôn. Một đầy chủ tới giờ luôn mọi người. Từ 2017 tới giờ nha. Tiết kiệm nhiên liệu, không hư giặt ha. Đây nhập Đức nguyên con 1.8 đó mọi người. Không hư giặt nhưng mà nó hay bị chày mọi người. Cản trước nó hay bị chày lắm. Tại vì phụ nữ lái mà, hơi yếu chút xíu ha. Đủ hai chìa khóa, một đề chủ duy nhất. Con này đợt đó mình về mình có lên thêm một cái vô lăng của Audi A7 nha. Thêm mấy cái miếng dán carbon, là cái bọc cần số của RS7 luôn mọi người. RS7 luôn ha. Nói chung là một trong những cái con xe mà mình cảm thấy là rất là thích hợp đi phố ha mọi người. Nhẹ nhàng, ghế thì ghế da rất là sang trọng. Odo như là Duy không, bữa mới bỏ thay nhất là lúc 60.000, bây giờ là 64.500 km rồi mọi người. Con xe này là mình chuẩn bị đổi cái xe nhỏ hơn cho tiểu ái. Hồi xưa là vợ mình là đi con Mini Cooper mọi người, xong mình thấy cái con nó mạnh quá, mấy B48 chạy không có phù hợp nên mình đổi cho cái xe này ha. Và xe này về thì cứ bị chạy khí mỏ hoài, nên bây giờ mình đã đặt cho bả một cái xe mới cho 100 luôn mọi người. Nhỏ, gọn, đi phố hợp lý ha. Mà xe điện nữa ha. Đó là con VinFast VF3 nha, mình đặt rồi, thì quý 2 là giao cho mình nha mọi người. Thì mình đang chuẩn bị kêu bán con xe này, giá nó chỉ có khoảng 800 mấy thôi. Hồi xưa thì mình mua nó gần 1 tỷ đồng nha mọi người. Rồi xong mình về mình vô đồ chơi, đồ cái thứ bảo dưỡng, gầm đồ này nọ bảo dưỡng hết luôn nha mọi người. Rất là phê, chạy ngon lắm. Mà đi sang lắm mọi người, hợp lý. Rồi, thôi quay lại trở lại về với chủ đề chính ngày hôm nay. Duy, hôm nay mình đi đâu vậy? Kiếm cọp mỗi ngày. Kiếm cọp mỗi ngày hả? Là mình đi đâu nhỉ? Xe. Như đầu video mình nói hôm nay mình mượn cái xe của tiểu quán mình đi làm nhiệm vụ ha mọi người. Thì nhiệm vụ gì hôm nay nhỉ? Mua một cái con cọp gì đó của một cái hãng gì đó cũng cạnh tranh với Audi em hả? Cũng cạnh tranh với Audi. Duy có thể gợi ý cho mọi người cái con đó nó là cái nó dáng gì và nó có những cái đặc điểm gì không? Con nó dáng xì bọt. Một hãng xe đến từ Đức. Thì anh em cứ bán thử xem mình sẽ gợi ý cho mọi người nha. Nó là King of Sportbike bây giờ. Đó, 1000cc, phân khúc 1000cc nha. Và hồi xưa cái mẫu cũ của nó con mắt nó không được đối xứng, và cái mẫu mới của nó thì con mắt nó đã được đối xứng rồi ha. Rồi, chắc chắn đó là con BMW S1000RR ha mọi người. Cái mẫu BMW S1000RR thời điểm này nó rất là hot mọi người. Tại vì nó qua cái mẫu mới và anh em chơi xe đã bắt đầu đã cập nhật vào nó rồi ha, đã thấy và đã hiểu được những cái công năng nó mang lại ha mọi người. Đi xa nè, đi tour nè, đi show nè, cà phê, cà pháo và thấy chạy nhan nhản ngoài đường ha mọi người. Thì thấy BMW S1000RR nó đang thống lĩnh thị trường mọi người. Và mình
đã rất là may mắn khi phục vụ được rất là nhiều dòng xe này nha. Và hôm nay mình nhận được một cái tin nhắn của một bạn ở hình như Bình Tân em không? Ở Bình Tân thôi mọi người. Thì bạn ấy nói là hôm nay anh Khang rảnh ghé qua em muốn cà phê. Em có cái xe này em muốn cho anh xem và định giá. Thì rồi ok, thì hôm nay mình mời mọi người đi mua xe cùng team Vương Khang nha. Thì trong cái video này mình sẽ cố gắng mình quay những cái nhật ký, coi như là cái nhật ký giao dịch này. Và mình sẽ bật mí cho các bạn một vài điểm hay ho về xe mô tô mới lớn, cũng như là cái cách mà bên mình giao dịch như thế nào ha. Thì rất là mong anh em ở lại với mình tới cuối video nha. Duy sẽ là người xem xe và thử xe mọi người. Một bạn trẻ, tuổi trẻ tài cao, rất giỏi ha mọi người. Dạ, em mê xe từ năm cấp 3. Từ cái lúc mà nó gặp mình là nó còn nhỏ ha, lúc nó còn đang đi học đại học ha. Nó theo anh Khang tới giờ, nó chuẩn bị nó có bằng xe mô tô và bằng xe ô tô luôn rồi. Mà chuẩn bị nó mua xe hơi luôn rồi, khủng thiệt chứ. Hồi xưa lúc mà gặp anh Khang là đi xe gì? Dạ, đi đi quay. Đi quay, quay lại. Đường An Dương Vương nha mọi người, Nguyễn Huy Im nha. Ở trên đây là tiệm của anh Văn Nga 79 đó mọi người. Ở trên đó là tiệm anh Văn Nga nha. Để hồi nữa coi giao dịch coi được hay không thì ghé qua thăm anh Văn Nga luôn. Chắc nó để ở cái phần 2. Hy vọng hôm nay giao dịch thành công mọi người ơi. Thì cái con xe này là một cái con xe nó rất là đẹp luôn mọi người. Nó đẹp theo cái nghĩa là cái chất xe nó đẹp và nó đẹp theo cái kiểu là nó rất là nhiều đồ chơi mọi người. Rất phê luôn nha mọi người. Thì hy vọng là mình sẽ có thể khai thác được hết những cái đồ chơi trên xe hả Duy hả? Để có thể chia sẻ đến cho mọi người nha. Anh em mà mê xe chắc chắn video này không thất vọng đâu nha. Nhất là những anh em fan của BMW nha. Mà những anh em đang mê Ducati, nhiều khi coi cái video này của Vương Khang thì có nhiều khi là sẽ nhắn cho Vương Khang là đổi xe luôn nha mọi người. Ok, đậu đây đi. Đến đậu đi khách nha. Nó bị mấy cái dòng xe của Audi nè mọi người. Và những cái dòng xe BMW, nói chung xe của châu Âu á, thì khi mọi người về, mọi người gắn cái biển số dài á, về nó sẽ hay bị kêu EEE nha mọi người. Tại vì cơ bản á, là bên châu Âu á, nó xài cái biển số có chút xíu à. Đúng chút xíu luôn như đây nè mọi người. Biển số như đây thôi ha. Đợt mình đi Đức với Pháp, cái biển số nhỏ xíu dễ thương lắm. Đúng rồi, quay phải. Đúng rồi. Đây, nhà của khách đang trong đây nè mọi người. Đó. Rồi, khách ta chỉ mình, đúng rồi đó. Khách dễ thương quá mọi người. Quá hỗ trợ luôn. Không có dám đòi hỏi gì hơn á mọi người. Mình nhiệt tình, nhưng mà nhiều khi có những người, có những vị khách ta hướng nội, người ta không nhiệt tình với mình, cũng bình thường, chạy vô luôn. Người ta kêu chạy vô luôn. Đây, đây khách mình rồi. Đó, trời ơi. Hello em. Ok, đi bộ vô luôn nha, ok. Ok rồi vậy chứ. Thôi được rồi, anh đi bộ vô cho em vô trước đi. Anh chuẩn bị lấy đồ đó. À ok. Vậy hồi nữa anh che mặt em nha. Ok. Anh đậu đây nha. Đậu bên đây. Ok. Rồi qua đây luôn. Qua đây Duy. Anh em mà thích xe mạnh á thì không nên mua cái con Audi này nha mọi người. Nó không quá mạnh, 1.8 thôi. Và được cái nó tiết kiệm turbo nha. Còn cái cản nó chạy lia lịa luôn. Mình dậm cản hoài luôn mà mới chạy nữa nè mọi người. Tại đậu trong nhà của Khang á, phải chạy vô á. Từ quá chạy vô hay bị đậu hay bị chạy. Vô cái mâm của Đức luôn nha mọi người. Mâm Audi của Đức luôn nha. Heo trước đó là heo lớn rồi ha. Rất là sang. Cửa con này nó không có cửa sổ trời nha mọi người. Không có cửa sổ trời nha. Rồi ok, khách ra thôi mình chạy vô đây. Rồi. Rồi mình xin quay chút xíu này thôi nha mọi người. Tại vì em trai ba mẹ ở trên lầu á, không có muốn biết về cái vấn đề mua bán là mình quay một chút xíu ngay góc này thôi nha. Nói chung là xong rồi mình giao dịch, xong rồi mình ra ngoài mình quay cho mọi người coi nha mọi người. Nó đẹp quá mọi người, quá đẹp rồi. Lấp lánh, toàn đồ chơi xịn. Một cái logo này nhiêu tiền? Logo carbon luôn mọi người. Logo carbon đẹp quá. Mâm UZ. Ok. Xe nó còn, em còn chưa mở tua nữa. Nó kêu là tại vì chưa đủ 1.000 cây, 1.000 đúng rồi, 1.000 mới được nó mở. Xe em
Ok. Chuyến mua xe này quá bất ổn luôn mọi người. Khách nói là ba mẹ khách hơi khó tính chút xíu nha, nên không có muốn mình vào quay phim mọi người. Mình đồng ý ngay ha, và mình giao dịch cái xe này chắc chưa tới 10 phút mọi người. Tại vì xe nó mới quá, cái con này nó mới quá mọi người. Thật sự nó quá đẹp luôn ha. Và mình không dám đề máy trong khu này luôn ha. Tại vì khách đã có cái mở lời đó rồi thì Khang ok ngay thôi. Khang mà Duy lấy xe ra. Cà vẹt Duy giữ chưa? Ok, rồi check số khung số máy đồ, nói chung là em kiểm tra hết rồi ha. Ok. Rồi, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đây ha. Hồi nãy mình có quay được một chút xíu để mình cho mọi người biết là mình giao dịch với khách trong nhà, mình không nhớ nói chuyện lớn luôn á mọi người ha. Thì ra ngoài tới đây mình mới dám quay xe này chi tiết cho mọi người coi nha. Đây là con BMW S1000RR đời 2022. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời, nhìn nó nè mọi người. Cái điều đặc biệt là cái gì vậy Duy? Đặc biệt là đóng bụi siêu nhiều luôn. Đóng bụi siêu nhiều luôn hả? Rồi mở ra, trời cái gì thôi trời ơi. Ôi, 500 km. Trời ơi là trời, chết luôn. Gì mà nó mới gì? Ấy mà anh em mình mua xe xong lại mưa là sao Duy? Lọc tới. Rất là lọc lá mọi người. Và em khách hồi nãy có nói là giao dịch trước đó với nhiều người rồi, lúc sau em mới biết anh Khang, thì em mới nói là anh Khang mua bán nhanh gọn rất là dễ thương, thì em mới nói là thôi đồ em còn một xíu đồ chơi linh tinh em đặt riêng cho con này mới em chưa gắn luôn ha. Kính gió hả, nói là nãy có một cái kính gió, một cái chống đổ, em mới tặng Vương Khang luôn nha mọi người. Và khi tặng vậy Vương Khang tặng lại cho em ấy thêm 10 triệu tiền mặt nữa nha mọi người. Mình mua cái xe khách yêu cầu giá nào mình ok, rồi mình cộng thêm 10 triệu tiền mặt thêm cho khách nữa nha mọi người, để cho khách đỡ lỗ ha. Tại vì giờ cơ bản mọi người cái giống đổ mọi người mua cũng đã hết mấy triệu rồi. Cái kính gió mấy cái đồ linh tinh thì coi như là mình về để mình mua cái đó vô thêm, để sau này mấy cái xe nào mà chưa có giống đổ hay gì đó thì mình gắn vô luôn nha mọi người. Rồi, một con xe quá đẹp quá mới luôn, 500 km, bây giờ sao dám chạy về Duy, chạy lên là thành 500 mấy sao Duy, giờ sao em trai? Và hôm nay mình quyết định mình bán cái xe của vợ mình. Mình chơi lớn luôn, Audi A6 đời 2017 này, để mình đi mua một con BMW về để phục vụ khách hàng nha mọi người. Thật sự là cái con xe Audi này, cái giá của nó cũng chỉ tầm con này thôi nha mọi người. Là mọi người biết là cái xe BMW hôm nay nó cũng còn giá trị, và cái độ chịu chơi của những vị khách hàng của Vương Khang nha mọi người. Mua một con 4 bánh chở được 4-5 người, phục vụ được cho gia đình công việc ha. Mà mua con mô tô này á thì chỉ phục vụ được một người duy nhất thôi ha mọi người, và lâu lâu có thể chở được bạn bè, chứ để nói mà mua cái con xe này để phục vụ gia đình chở vợ đi hàng ngày á thì ối rồi ôi luôn, không nên mua nha mấy ông, đi mệt lắm. Mà mấy bà mà chịu mua là chỉ muốn chiều chồng thôi, chứ rất là ít chị em mà thích mà để gia đình mình mà di chuyển hàng ngày bằng con này. Anh em mua con này anh em phải có sở hữu được một vài cái xe ở nhà rồi, ít nhất là một cái con xe tay ga ha, một cái xe nhỏ và một cái xe hơi, và có mấy con này nha mọi người, quá đỉnh luôn. Sinh năm chưa tới 2000 nữa mọi người, mà độ xe chất từng chi tiết luôn nha mọi người. Rồi mình review sơ xe này nha. Cái điều đặc biệt của cái con xe này mà mình thích nhất khi mình quyết định mình mua con này á, không phải là cái dàn áo carbon fiber hamburger hả Duy? Imburger, cặp dàn áo Imburger này nó quá bình thường rồi mọi người. Tại vì mình đã dọn rất là nhiều con full carbon này rồi nha. Mình thích nhất là cái gì? Mình thích cái mâm này nè mọi người. Đây là mâm OZ nha mọi người. Và cái mâm này cái màu đẹp quá, mà em nó phối vô cũng phê nữa ha mọi người. Nó tương thích, nó hơi tương đồng với lại cái màu phục luôn nè mọi người. Cái này mà vô thêm con heo Talima, nó vô thêm Talima là hết bài luôn nha mọi người. Thì cái mâm của S1000RR M Performance, một cái con mà mình độ 3 tỷ đồng á, thì cũng đang đi cái mâm này nha mọi người. Mà mâm của mình là màu xanh, mà mình chuẩn bị đổi bơ mọi người. Để nè, cái xe nè, mọi người nhìn nữa. Nè, mọi người nhìn nè. Để này để gì Duy? Để T-Ride Rainbow đúng không? Nhưng mà nghĩ sao mà cái xe mà cả tỷ đồng mà cái đĩa nó rung vậy ha. Nè rung nè. Đó mọi người, nè mọi người thấy rõ này, nghe là cạch nè. Đó mọi người thấy không? Lọc cọc vậy đó. Nhưng mà cái đĩa này, cái đĩa zin muốn để qua cái đĩa này phải tốn thêm mười mấy 20 triệu nha mọi người. Đó, Rainbow ha. Thì mình đang thấy cái là nó đang bị thiếu cái con heo ở đây. Nếu mà anh em mà đồng tình với mình á thì mình về mình quăng một cặp heo vô luôn ha Duy. Stalima đi, vô là đẹp liền. Hoặc là Bilet luôn nè. Em ấy vô là trong từng chi tiết luôn nha mọi người. Dàn áo và luôn ốp bình xăng nha, full carbon luôn. Sườn phụ cũng ốp carbon luôn nha mọi người. Sườn phụ ốp carbon luôn. Chắc cái này nếu mà nhiều khi em nó có thời gian em nó cũng thay luôn cái gì ha. Carbon luôn ha. Đây nè mọi người.
quá đẹp luôn. Cái xe 500 cây thì nói gì nữa. 500 cây thì nói gì nữa mọi người. Thì mọi người đừng hỏi vì sao mà Khang mua xe nhanh nha. Cũng tùy vào cái xe nữa. Phải có cái quy trình check được cái thứ nó cũng hơi lâu. Nhưng mà cơ bản là Khang mua xe với cái tâm trạng là vui vẻ. Khách hàng nói chuyện với Khang, Duy thì vô coi xe và nói chuyện với khách hàng vui vẻ. Cái hồi nữa khách tự nhiên khách tự bớt với mình luôn mọi người. Và đây cũng phải là cái lần đầu tiên mà mình mua xe cái giá offer của hãng của khách đưa ra mà mình cộng thêm tiền cho khách nha mọi người. Tại vì khách quá dễ thương và nhiều khi là khách định cái giá nó bị sai thì Khang sẽ định cái giá lại cho nó hợp lý hơn chút xíu để cho vui vẻ đôi bên. Chứ bây giờ mình mua giá xe của khách rẻ quá và mình đăng lên mình bán cái giá cao quá thì khách hàng sau này người ta sẽ không mua bán với mình nữa mọi người ha. Mình có cái biên lợi nhuận vừa phải thôi. Win-win, nói chung là hợp tác win-win nha mọi người. Đẹp quá mọi người. Nãy giờ mình vẫn chưa dám đề máy thì mình sẽ để khúc cuối cùng mình đề máy nha. Rồi bên đây mình có một cái cặp ghét chân của M Performance thôi mọi người. Cái này gắn cho M1000RR luôn hả Duy? Dạ. M1000RR là gắn cái bộ này luôn nha mọi người. Không những cái ghét chân không thì cái tay cũng là tay của M Performance luôn mọi người. Cái tay này rất là mắc tiền ha. Cái này rất mắc tiền và cái hàng China nhiều lắm nha mọi người. Cái này là hàng chính hãng nha. Cái cặp này cũng hết mười mấy triệu á. Bóp rất là sướng. Bao phê luôn. Giờ mọi người mua cái tay của Ken hết nhiêu tiền à? Vô luôn cặp này hơi bị đẹp. Cái này là quýt ship zin theo xe nè mọi người. Quýt ship zin theo xe đi nó cực kỳ bền luôn. Đúng là đồ zin nó bền lắm. Mà đồ của BM nó thì ối rồi ôi luôn ha. Đồ của người Đức mà người ta xài đồ là thôi rồi luôn ha mọi người. Đi đá rất là sướng. Đúng không Duy? Đó. Rồi chống đổ nè. Chống đổ này T-Red ha mọi người. Cái này là bảo vệ lốc máy T-Red. Chống đổ cũng T-Red cho S1000RR luôn ha. Bộ sơn sơn nông dĩa này, bộ sơn nhiễm cũng dĩa đồ chơi. Cái này bây giờ nó nhiều mã quá mình không biết được ha, mình chỉ quay sơ sơ cho anh em thôi. Thì nó giúp tải xe nó ok hơn, chắc chắn là phải ok hơn đồ zin nha mọi người. Và nó thêm một phần là giúp trang trí cho cái xe nó đẹp hơn nha mọi người. Rồi đằng sau này chúng ta có một cái bộ xi nhan rất là độc ha. Rất là độc luôn, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, làm cho khi xi nhan cái là mọi người dễ nhìn ha, dễ nhận biết ha. Và đặc biệt là mấy anh em giao thông nhìn vô là biết là có xi nhan. Và con này nó khác cái xe full carbon của mình chút xíu mọi người. Rất là lạ, có cái logo ở đây luôn nha mọi người. Cái xi nhan này là của NRC mọi người. Cái này nhỏ nhỏ nhưng mà có vỏ hả Duy hả? Hơi bị mắc tiền, khá sáng nha mọi người. Siêu sáng mà cũng siêu mắc luôn nha mọi người. 6-7 triệu cho một cái que chút xíu nha mọi người. Nó rất là sáng nha. Này nó cái giống như cái râu mọi người. Thật ra cái này là cái cánh gió của nó mọi người. Nhìn nó giống như cái râu của một con cá ha. Nó nhìn cái phần đầu này nó giống GS10 mọi người. Nãy Duy cũng mới nói mình sao nhìn đầu này giống GS10 vậy anh Khang. Thì mình thấy cũng giống. Những cái lỗ này là khí đồng học hết nha mọi người. Những cái rãnh này là khí đồng học hết luôn nha. Và đồ option mà giống như mấy cái dàn áo này mà của hãng á, thì đồ ta làm ra người ta tính toán kỹ lắm mọi người, chứ không phải là những cái đồ mà remake lại ha, lấy làm mẫu rồi xong làm đổ lần này lại thì nó cũng xài được thôi, nhưng mà nó không ok. Và mọi người lưu ý khi cái dàn áo carbon mọi người muốn sử dụng nó ok á thì mọi người đừng phơi nắng nó. Mọi người hỏi vì sao mà Vũ Vương Khang chịu chơi quá lấy cái con S1000RR phiên bản M Performance của mình full carbon vậy mà để ngoài show phơi nắng. Mình sót lắm chứ, nhưng mà mình thấy anh em đang thích quá. Mình ra bãi biển rồi mình để chưng những cái motor show của mình. Chứ nếu mà mọi người phơi nắng nhiều quá, nó vàng hết mọi người. Còn cái carbon này nó rất là mới. Thì em trai chạy mới có mấy trăm cây là mọi người biết rồi. Và xe đậu ở trong nhà mọi người thấy rồi đó. Không chạy đi đâu luôn ha mọi người. Mới quá mọi người. Carbon thì nó đẹp thiệt, nhưng mà nó rất là dở nha mọi người. Hạn chế những cái vấn đề mà bị va quẹt va vô một cái ha mọi người. Rất là dễ giòn cái gãy nha mọi người. Nói chung là đây là cũng là một cái gọi là tài sản đi ha. Nó cũng đắt đỏ mà đúng không mọi người. Đối với một số người thì nó không quá đắt. Đối với những cái tệp khách của Vương Khang á, có những người họ mua xe nó chỉ là một cái phương tiện họ đi lại, họ chơi thôi. Nhưng mà có với một số người yêu xe, mê xe như mình á, nó không phải là một cái tài sản tốn tiền nữa, mà là nó trị giá tinh thần rất là cao mọi người. Chẳng hạn như em trai này nói bán xe cho anh Khang thì biết anh Khang am hiểu về xe và rất là yêu xe. Thật sự mình yêu thật. Cái tuổi trẻ mình không biết mình có thể phục vụ được bao lâu nữa ha, nhưng mà mình vẫn sẽ yêu xe, vẫn thích ngắm nó mặc dù mình không chạy. Hồi nãy khách có chia sẻ là hồi xưa khách cũng chơi xe rồi nhiều năm rồi ha, rất là mê xe. Thì khách có mua xe cũ, không có lớn cũ, mua cũng vài chiếc ha. Thì khách có chia sẻ là khách bị thuốc mọi người. Đó có là cái từ của khách nói luôn nha, là mua xe xong rồi chốt xe xong xuôi hết rồi khách chạy thời gian mới check ra là nó bị cái này cái kia cũng tin tưởng ha mọi người. Nên bây giờ họ mua xe mới luôn. Chẳng hạn như con này là khách hàng mình mua xe mới nha, và khách mua trong cái trạng thái là không còn tin tưởng nữa mọi người. Nên đâm ra là bây giờ họ sợ luôn, họ sợ chơi
Chứ nếu mà mua, họ họ chia sẻ mình nếu mà chơi mua được xe cũ mà xe ngon á, thì họ chơi thời gian xong rồi họ sẽ bán, họ đổi được nhiều dòng xe khác, trải nghiệm được nhiều hơn khác nha. Chứ như cái con này mua mới đi, mua 900 mấy, gần 1 tỷ đồng rồi, về vô vàng áo nè. Hồi nãy nói bao nhiêu Inburger này với lại cái gì nữa, full seat với Inburger là 130 triệu mọi người, là full vàng áo luôn ha, toàn là đồ xịn đó nha mọi người. Rồi cặp tay 10 mấy triệu ha, gác chân là nhiêu tiền, 10 mấy triệu luôn, gác chân, gác chân là 20 mấy triệu nha mọi người. Rồi chưa tính cái nói mới vàng áo nha, còn kate rồi đồ tất tần tật, nói chung là nhiều lắm. Mâm là hết 80 triệu. Rồi cái gì mắc tiền đó, à cái kính này nè, kính này hồi nãy khách nói là khách không nhớ khách mua nhiêu mà tới 20 mấy triệu lận, mà cái kính này thì mình nghĩ là nó khoảng 10 mấy triệu thôi, chắc ở thời điểm đó khách mua hơi cao nên ra đâm ra cái xe thành 1 tỷ 3 mấy luôn. Mà chính tính ra hôm nay bán ra lại được thì cũng chỉ có quanh quẩn khoảng 800 hơn thôi mọi người, hơn 800 thôi. Nên họ nói là bây giờ họ mua họ chỉ sợ mua nhầm cái xe dở á ha, thì mình cũng không có dám nói là bên mình bán như thế nào, thì khách tự nói là khách nói là mình cảm nhận khi mà coi cái kênh của Vương Khang và coi những cái sản phẩm mà bạn bè đã mua của Vương Khang á, thì khách có lòng tin trở lại. Thì cái này mình nói là mình cũng rất là vui và mình cũng may mắn, thì bạn bè của khách hàng và những người chơi á, họ truyền tay nhau ha, thì mình cũng rất là may mắn khi cũng phục vụ được những cái xe đẹp, xe tốt cho mọi người ha. À có cái này hay lắm mọi người, cái kính Realme này cho những anh em nào chưa biết nha, cái này nó không phải là cái một cái làm để làm cho đẹp đâu, thật ra cái này đó, nó là để kính mọi người, nó là kính để quan sát luôn nha, anh em đi xa anh em quan sát rất là ok, chứ không phải là gắn cho đẹp không ha. Cái này nó vừa là kính, nó vừa làm cho một cái kính gió để làm khí đồng học xe mọi người, khi mà mọi người chạy lên tốc độ cao mọi người để vậy nè thì nó sẽ ghi, nó ghi cái xe xuống được bao nhiêu ký, chứ đè xuống là được 3 ký nha cả nhà. Rồi thêm cái này nữa ha, rất là ok, nó làm cái xe nó nhẹ đi ha, rồi lướt rất là sướng. Nói mình mà mua mừng ghê mọi người, mình mua được cái con xe mấy trăm cây mình rất là vui. Trong cái tâm trạng thái là mình qua mình mua, mình cũng nghĩ cho khách là khách lỗ như thế nào rồi, và khi mà mình mua về mình có bán được hay không, và có thể quay đầu cũng như là hỗ trợ cho khách như thế nào được hay không ha. Thì cơ bản là cái người thiệt vẫn là khách hàng thôi mọi người. Rồi thì trời mưa, gọi tâm sự chút xíu. Nói chung là cỡ nào cũng thiệt cho khách hàng của mọi người. Bán xe của vợ để gom tiền mua con này nha mọi người, là có thật nha. Con này mình đang offer đâu đó 800 mấy thôi mọi người. Con này nó cũng 800 mấy gì, mọi người lựa đi con nào mọi người. Hai bánh bốn bánh nè, bốn bánh này cũng của Đức luôn ha. Máy 1.8 ha, là 1800 con khối turbo. Còn máy này á, một giấm hút khí tự nhiên nha mọi người, và nó chỉ có 1000cc thôi nha. Con kia của mình cũng đã vô được chơi linh tinh nhiều lắm nha. Đó mâm nè, tại vì cái cơ bản á, cái Audi này á mình không có muốn độ nhiều, mình chỉ muốn độ những cái mà trong nội thất nó cho nó đẹp thôi, còn cái mâm vô là bắt buộc phải có ha mọi người. Mâm zin mình còn luôn nha, rất đẹp mọi người, rất là dài ha. Bản 1.8 này là không có cửa sổ trời nha mọi người, và ghế nội thất của nó là màu nâu nha. Rồi mình nghĩ là cái xe mà để cho những anh em nào mà thích chạy nhẹ nhàng, di chuyển và nó không hư hao nhiều á, thì đây là một cái con xe rất là phù hợp ha mọi người. Anh em lựa chọn đi, hai xe Vương Khang đều bán là cam kết rất là chuẩn nha mọi người. Và còn rất là nhiều xe đang hiện hữu tại vuongkhangmoto.com, mọi người quan tâm có thể liên hệ Vương Khang để có thể double check tại đó. Duy nói mình là thôi thì ca ngồi em xe hơi đi để em chạy xe về cho, mà mọi người nghĩ tới mưa kiểu này làm sao mình cho nó chạy được ha mọi người. Dân chơi không sợ mưa rơi không, thật ra mình không sợ nó ướt mọi người, mình sợ cái xe nó ướt mọi người. Nói chứ mình đang cho xe của Vương Khang Moto qua rước về luôn nha mọi người. Hồi nãy học là nghe nói học đi lấy cái con siêu phẩm gì cũng của nước Nhật Bản á Duy, cũng 1000cc Sport Bike á Duy. Duy có thể tiết lộ cái tên đầu tiên cho mọi người nghe được không, cái chữ cái đầu tiên thôi. Z. Rồi chữ Z, có một chữ Z nha mọi người. Rồi mời anh em đoán cái còn lại ha. Không Sport Bike mà sao Z ngàn, giỡn hoài cu. Đẹp mọi người, ánh mắt ấy quá đẹp. Thôi không cho chạy về đâu, thứ nhất là em nó bị ướt ha, về nó bệnh đó, mai em nó nghĩ cái là công việc tùm lum tà la chứ mình đâu có thương gì nó đâu. Còn cái thứ hai là mình sợ ướt cái xe ha, xe ướt tội quá, về mình vệ sinh rửa ráy sạch sẽ nó này nào lại. À cái đĩa này nó bằng sắt nè mọi người nhìn đi nè, chỉ có bằng sắt nó mới ra được cái này thôi nha. Đó nó thinh ha, bằng sắt nha mọi người. Khi mà mọi người chạy nóng lên á thì cái này nó sẽ giãn ra ha, cái trong này nó giãn giãn ra, nó cứng cái đĩa lại, nhớ nha anh em, chứ không phải đĩa bị hư luôn nha. Nãy quên kể cái vụ cái bô Duy, bô cổ full nữa,
45 triệu bộ cổ ha. Bộ này thì khoảng 40 triệu nữa mọi người. 85 triệu tổng cộng cho cái set tiếng hót của em đó ha. 85 triệu mọi người. Mọi người đã thấy xe mình tới chưa? Cá mập Toyota tới đón cá voi bim đúp về nhà mới mọi người. Rồi để cho mọi người coi cái con xe nãy mình nói con gì. Con gì nè, con gì nè. Con gì kìa mọi người. Đó con Kawasaki gì mà chữ Z ở đầu đó ha. Anh em nào biết đoán đúng chính xác nha thì comment bên dưới nha. Và nhớ đoán đúng đời luôn nha mọi người. Chứ cái này nó cũng khá dễ nha mọi người. Nhìn cái đích là biết liền ha anh em ha. Ủa tưởng nhẹ lắm chứ. Xe full carbon kỳ vậy. Vậy là do yếu rồi. Xe này mà chở lên dắt lên còn không được nữa, sao dắt lên mấy xe bán tải F-150 của anh được. Yếu. Quá yếu. Quá là yếu. Ước hết rồi mọi người ơi. Công việc mà. Người ấy cái. Một lần mình làm đẹp không mọi người? Tầm đắt lắm á nha. Còn này tầm đắt lắm á nha. Lấy số rồi cái thứ nha. Rule control đồ cái thứ nha. Đầy đủ hết. Một con xe sang trong tầm giá. Ha mọi người. Để ghé qua bên anh Văn Nga chơi sẵn review xe cho mọi người coi luôn. Mọi người coi coi cái lốp hai nha, phần này hơi dài. Hơi dài dòng rồi. Hơi liên thuyên rồi. Nhưng mà anh em nhớ subscribe kênh cho Vương Khang. Và nếu thấy video hay và bổ ích thì nhớ cho mình một like và một share nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chúc anh em sức khỏe nha.